Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink nói, Mỹ kịch liệt phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ trong thời gian qua đã lên tiếng đã kích Bắc Kinh sau khi Hà Nội cáo buộc tàu hải cảnh của nước này đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn với đài VTC1, Ông Christenbrink chỉ trích Trung Quốc về điều mà ông gọi là hành vi khiêu khích gây bất ổn trong khu vực, như việc đâm chìm tàu cá Việt Nam, điều tàu ra dọa dẫm tàu cá nước khác, cũng như tuyên bố thành lập các khu hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lợi dụng thời điểm khu vực đang tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19 để cưỡng ép các nước láng giềng và thúc đẩy các tuyên bố hàng hải mang tính khiêu khích của mình tại Biển Đông. Ông nói nêu bật sự tương phản với hành động của Trung Quốc. Đại sứ Quentin Green lưu ý rằng Việt Nam đã gửi hàng triệu khẩu trang tới các quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ. Thật không may, Trung Quốc đang có quan điểm khác, ông nói. Ông cũng cho biết Mỹ đang khuyến khích các quốc gia phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc và rằng nhiều đối tác và bạn bè của Mỹ đã làm như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết sẽ tiến hành điều tra một cách nghiêm túc về việc Bắc Kinh xử lý sự bùng phát dịch COVID-19 cũng như tìm cách buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại liên quan tới virus corona cho Mỹ.